đó, đi ăn gì ăn đi, nhớ xuống lẹ lẹ như mấy cha mấy mẹ, đi lẹ đi, ăn lẹ lẹ nha. Tao đổ coi mấy mặt, tao cái mặt vai cái nồi thì rồi bây giờ mình là tài xế, mình không được ăn, mình ngồi mình đợi mấy mẹ đi ăn với cái trưởng thì không biết ăn nó thằng nào mới xong nữa. Hey, ok, và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Nguyễn Quy Gamer đây. Yeah! Ok, hôm nay mình sẽ trở lại với cái video review các cái tựa game hay cho điện thoại. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu đến tất cả các bạn một cái tựa game mới. Nó mang tên là Bird Simulator Ultimate gì đấy các bạn. Ui, chả biết đọc sao luôn. Nói chung là cái tựa game này nó vừa ra mắt các bạn. Và cái tựa game này lúc trước các bạn nhớ mình có làm một cái tựa game đó là Truck Simulator 2018 không? Đó, thì cái tựa game đó nó cùng hãng sản xuất với cái tựa game này. Đó, và mình thấy khá là nhiều bạn thích cái game đó. Tại nó khá là giống cái tựa game ETS2 các bạn. Đó, thì cái công ty đó nó vừa cho ra mắt tiếp tục một cái tựa game siêu phẩm mang tên là Bird Simulator này nữa. Đó, thì cái tựa game này nó vừa ra mắt hồi tháng 6 rồi luôn. Nói chung nó mới ra đó các bạn, nhưng mà hôm nay mình định quay clip mà lu bu hoài, mình cũng chưa có thời gian quay clip, và hôm nay mình sẽ quay cho các bạn xem. Đầu tiên vào game thì chúng ta sẽ được chọn công ty cũng như là đặt tên công ty, đặt tên tài xế các kiểu đấy. Và mình sẽ chọn một cái biểu tượng đấy trên công ty, biểu tượng công ty các bạn. Và cái biểu tượng này sẽ được gắn lên cái chiếc xe bus luôn. Nên là các bạn thích cái biểu tượng này các bạn hãy chọn, ví dụ mình chọn cái nào cho nó lạ đấy. Việt Nam rồi sao, mình sẽ chọn sao các kiểu đi. Cho nó Việt Nam tí. Rồi, rồi sao? Avatar. Cái này thì không quan trọng các bạn, chọn cho vui thôi. Chọn ai vậy đây? Đây, chọn đầu hói đi. Bây giờ là tới tên công ty các bạn. Thì tên công ty là nó sẽ được viết lên xe kế cái logo luôn. Nên các bạn đặt thì tên gì thì muốn các bạn ghi tên bạn không, các bạn cũng được nữa. Thì tên nó sẽ được đặt ghi trên xe luôn. Ví dụ mình ghi Nguyễn Quý Gamer đi. Công ty Nguyễn Quý Gamer nè. Rồi, tên tài xế nè. Rồi, cũng vậy luôn đi cho lẹ. Rồi, Ready. Uầy, mới vào thì chúng ta sẽ mở được một cái công ty. Đây là công ty của mình, và chúng ta đang có 10.000 ego của bạn. Ok, bắt đầu vào. Let's go. Uầy, có nhạc nữa. Đây là cái công ty của chúng ta, tên Nguyễn Quý Gamer, và tài xế là gọi là giám đốc đấy các bạn, là Nguyễn Quý Gamer luôn. Đó, thì cái màn hình các bạn chắc mình cũng không cần giới thiệu lại nhiều, giới thiệu sơ sơ cho các bạn biết thôi. Hôm trước mình có đã giới thiệu trong cái tựa game kia rồi. Phần cài đặt trước nè, cài đặt chúng ta sẽ có nhạc nè, hiệu ứng âm thanh xe nè, các bạn muốn bật thì bật ở đây là hai hiệu ứng âm thanh. Ngôn ngữ có khá là nhiều ngôn ngữ luôn, mình chả có tiếng Việt, khổ thật sự. Đây là cái chất lượng, nếu máy mạnh các bạn chọn Ultra giúp mình. Đấy, camera cái này các bạn cũng không quan trọng nhiều đâu các bạn. Đây có cái phần lái nè các bạn. Có thể có các bạn có thể lái bằng cách bằng phím, bằng nút. Các bạn có thể lái bằng cách là gung nghiêng cái điện thoại, hoặc các bạn có thể lái bằng cái vô lăng trên cái màn hình. Đó, mình sẽ chọn nút đi cho các bạn dễ xem. Còn ở đây là cái hướng dẫn chạy, hướng dẫn ghẻ kiểu rồi các bạn, hướng dẫn GPS đấy. Rồi, cái này gung các kiểu rồi nè. Ôi, cũng chẳng có gì. Rồi bây giờ mình sẽ bắt lại. Ngoài cái cài đặt ra thì chúng ta cũng không còn cái gì khác. Thì cái game này nó khá là nhiều cái quảng cáo đó nha các bạn biết. Và đây là game free nên là quảng cáo khá là nhiều, thì mong các bạn bỏ qua, cái này cho nhà sản xuất. Hiện tại mới vào thì mình có 10 đồng vàng, với lại là tiền chúng ta sẽ có 10.000 ego. Đó, cái này chúng ta mua các thứ các kiểu. Có cái phần gift là phần quà chúng ta đấy các bạn có thể là xem quảng cáo để được mở quà. Nó có thể là tặng tiền hoặc là tặng vàng cái gì đó tùy. Đó, các bạn có thể là xem cái phần gift này để nhận quà. Còn cái gì nữa nhỉ? Giờ chúng ta xem Gaga đi. Đây là Gaga. Trong vô vào phần Gaga này chúng ta sẽ có hai mục, đó là phần xe trong Gaga với lại là phần xe ở cửa hàng. Thì mình vào xe cửa hàng luôn đi để khỏi mất công.
thì hiện tại là có khá là nhiều xe nhưng mà toàn là xe châu Âu, không không có giường nằm các kiểu các bạn. Hơi tiếc là như vậy. Con này như mình đang có nè, hình như con này mình đang có nè, con này mình đang có nè. Con này là nó xe gọi là xe ghế ngồi nhưng mà ít ghế, xe nhỏ đó các bạn, được hai cái cốp thôi. Giờ ta sẽ xem xe tiếp theo. Toàn là xe lạ không bạn, xe này hơi cũ nè, mẹt mẹt ben, Mercedes-Benz hồi xưa. Con này con gì chả biết luôn, không biết luôn, không biết luôn. Hai cửa, con này hai cửa. Mấy con này là nó dài hơn, như con này con G7. À con này mấy con G7 chứ. Hả? À con này mẹt à. À, chả biết các bạn. Không gành. Ôi, con này là con xe hai tầng trong fanpage hôm trước mình chạy nè các bạn, nhớ không? Đấy, con này trong hai tầng đấy. Ôi, có điều kiện mua con đó chạy hợp lý ấy. À con này con man nè, man trong fanpage luôn. Các bạn có thể mua chạy. Con này là con gì nhờ? Mẹt à? À. Đây. Như con này con G7 nè. Thì phải. Đúng rồi G7. Đây G7. Đó, thì xe em ta có bao nhiêu đó các bạn. Bây giờ mình sẽ lui lên đi. Hiện tại thì mình đang có một chiếc xe thôi là con này nè. Đó. Khi các bạn mua nó sẽ chạy một dọc xuống đây. Các bạn chọn con nào thì các bạn cứ chọn cái này là nó sẽ chọn cái xe đó các bạn chạy. Đây là con xe của mình hiện tại. Nó được ghi tên công ty với lại logo các bạn thấy không? Đó. Tại mình kêu các bạn ghi là như vậy. Hình như là không sơn màu xe được thì phải. À, xong mà xe thì mình sẽ xem thử cái phần công ty đi. Company. Đây là công ty của chúng ta hiện tại là có 10.000 tiền. Với lại là level 1, tài xế mướn không một chiếc xe. Và hiện tại công ty chúng ta chưa có, nói chung là chưa có gì cả. Và chưa chạy chuyến đầu tiên luôn. Đó. Cái phần thông tin xe công ty mình xem ở đây. Còn ta xem phần tài xế đi. Các bạn có thể là muốn mình công ty mình phát triển nhiều hơn đó, các bạn có thể là thuê tài xế để chạy. Thì cái này là có giá cho nên các bạn có thể thuê để chạy. Còn không là các bạn cứ rảnh thì các bạn chạy mình lên các bạn. Mình thì không thuê đâu. Khóa là nhiều tài xế luôn. Quay 7 ngàn mấy, 8 ngàn mấy, 11 ngàn mấy. Ta có 10 ngàn là mua sao được. Rồi. Như vậy là đó là phần tài xế. Bây giờ nó sẽ có hai cái mục chính để các bạn bắt đầu cái chuyến hành trình. Thứ nhất là cái mục tuyến đường. Cái tuyến đường này các bạn bắt buộc phải mua mới có các bạn. Và tức là các bạn muốn muốn chạy cái tuyến nào các bạn phải mua cái tuyến đó, gọi là đăng ký cái tuyến đó để mình đi ấy. Đây hiện tại thì chỉ có vài tuyến thôi, à nó sẽ có hai tuyến, hai loại đường. Đó là đường ở vùng quê với đây là đường ở thành phố các bạn. Thành phố hình như là vẫn chưa có, nói chung game chưa update. Còn phần vùng quê thì có khá là nhiều, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái địa điểm. Tùy các bạn muốn chọn nào chọn. Chúng ta có Pháp nè, Germany, Italia, Ý nè. Để mình sẽ chọn Italy đi, sẽ chọn nước Ý đi, mở. Rồi, như vậy là mình đã mở cái đường, mình đã mua cái tuyến đường Ý rồi. Rồi, quên chọn nữa. Đây, chọn vào. Đó, mình đã mua được cái tuyến đường Ý rồi đó các bạn. Đường này đi. À, ủa cái này có rồi nè. Này là đường trong thành phố bạn mà sao mắc quá vậy? Wow. Mắc chứ vậy ta? Cái này là 0.000 là sao nhỉ? Ui, cái này mình cũng chưa gần cho lắm. Hình như là đi từ quê lên thành phố hay sao ấy. Ok, thì mình cứ tạo một cái trụ sở trước đi. Đây là cái trụ sở đi từ Ý đến mình chọn Torino để cho nó dễ đọc ha, chứ cái kia mình không biết đọc là gì luôn. Một chiếc xe 34 khách. Rồi, mình sẽ tạo cái tuyến này đi. Hiện tại là mình đang có cái tuyến đường này rồi đấy. Rồi. Đây. À, như vậy là chúng ta hiểu rồi. Như vậy là các bạn phải bắt buộc chọn hai địa điểm, một đó là cái địa điểm ở quê, hai là cái địa điểm ở thành phố để các bạn đi đưa khách từ quê lên thành phố, cũng như là ở mức các bạn đi từ Cần Thơ đưa khách lên Sài Gòn vậy đấy. Thì các bạn sẽ chọn hai địa điểm. Các bạn bắt buộc phải mua nha, nãy mình mua bao nhiêu tiền mình cũng chả biết nữa. Hiện tại thì cái đoạn đường này mình đang chỉ có chạy được một chuyến thôi, các bạn muốn mua thêm tuyến đường thì các bạn mua thêm. Để mình mua thêm một cái nha. Đây, hiện tại mình được 5 tuyến rồi. Chở 54 khách hay sao ấy. Được đi WC chưa? Ủa sao chưa có đồ ăn nhỉ? Chưa có phục vụ đồ ăn hay sao ấy? Vậy để mình mua thêm cái nữa. Đây, giờ được 9 chuyến rồi nè.
và nó có cả phục vụ kiểu là được ghé chỗ mấy cái tiệm đồ ăn nước uống này gì đấy, rồi ghé cho khách đi WC này nọ luôn. Rồi như vậy chúng ta đã xong cái phần mà mua cái tuyến đường để đi, bây giờ chúng ta sẽ qua cái phần mà bắt đầu chuyến hành trình để chúng ta set up cái tuyến cho chúng ta đi. Rồi bây giờ mình sẽ, các bạn thấy cái phần đầu tiên này sẽ chọn cái tuyến đi nè. Các bạn muốn đi từ Torino cho đến cái địa điểm này, đấy, Bologna đấy. Rồi đây là hai địa điểm chúng ta cần đi ngày hôm nay. Bây giờ sẽ chọn giờ, các bạn muốn đi tuyến mấy giờ, đi 2 giờ cũng được, hoặc là đi buổi sáng. Mình chọn buổi sáng để cho trời nó sáng, 8 giờ đi. Rồi mình sẽ accept. Quay cái tuyến đường mình đi là 348 km, các bạn cũng khá là xa đó, bắt đầu đi từ lúc 5 giờ. 5 giờ đi à? À, cái này chúng ta có thể tùy chọn giá vé nè. Mình sẽ chọn vừa để các bạn mắc quá sẽ 8 đi 28 đi. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ chọn cái thức ăn để phục vụ trên xe. Chúng ta có thể là chọn 4 cái loại thức ăn. Đây thì mình sẽ trả tiền. Khi các bạn mua là các bạn phải mua số lượng nhiều, tức là 50 cái là đấy. Mình sẽ chọn bắp đi. Bắp nè. Bắp nè. Ủa xong đủ tiền mua không ta? 10.000 là hả? Này có 19 ego à, còn mình tới 10.000 đó các bạn, dư sức. Bánh nè, kem nè, với lại là nước. Rồi, chắc đủ rồi đó, chọn đủ 4 món thôi, tùy các bạn. Rồi. Như vậy chúng ta đã set up xong cái tuyến đường ngày hôm nay đi rồi. Ui, tài xế đâu phải đi. Rồi, vào nè các bạn. Rồi, nó đã bắt đầu rồi nè các bạn. Thì chúng ta đợi khoảng mười mấy giây. Các bạn muốn vào nhanh thì các bạn có thể là bỏ một đồng vàng hoặc là xem quảng cáo để vào nhanh. Đây là cái tuyến đường chúng ta đi nè. Hình như là có hai cái công ty nhận để chúng ta đi hay sao ấy. Nói chung các bạn đợi vài giây. Quay tiền nè. Người ta đang mua vé hay gì nè. Ok, chuẩn bị đi. 30 vé các bạn. Chị ta. Quay. Nói chung để mà trải nghiệm được cái chuyến hành trình trong này là các bạn thứ nhất phải mua được một cái tuyến đường để chúng ta đi cho xe bus. Và thứ hai là các bạn phải set up cái chuyến xe đó đi từ đâu tới đâu, và giá vé như thế nào, hoặc đồ ăn uống trên xe như thế nào. Khá là thực tế luôn các bạn. Game này khá là thực tế. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào game trải nghiệm coi nó có cái gì lạ không. Ok. Thì cái màn hình game này mình thấy nó cũng tương đối giống với cái tựa game Truck Simulator 2018. Đó, bây giờ đầu tiên bên này chúng ta sẽ có góc đổi camera nè. Đó là góc phía trong cabin. Đây là trên, phía trước, ngược lại, ở trên nhìn xuống. Với lại là camera gọi là camera tự do. Đây là xe của mình đó các bạn. Ôi, xe này không biết mấy chỗ ngồi nhỉ. 4 ghế. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. À, như vậy là xuống là 8 ghế. Còn ngang là 4 ghế, như vậy là 32 ghế hả ta? 32, đúng rồi, như 32 ghế. Với như bên này có ghế phụ, à không có ghế phụ của lơ xe. Rồi, tiếp theo là có phần radio, phần này chắc mình không giới thiệu nữa đâu. Các bạn muốn bắt thì bắt, không bắt thì thôi, nhạc các kiểu. Đây nó sẽ có cái phần này rất là quan trọng các bạn. Khi mà khách lên xe thì các bạn chú ý cái phần vui vẻ của khách, với lại là cái phần thức ăn. Các bạn thấy là khách mà cái này giảm xuống thì các bạn nên ghé nghỉ ngơi. Còn cái này là nếu mà thấp xuống thì các bạn nên ghé cái trạm dừng chân để ăn. Đó, trong này khá thực tế là như vậy. Khách đó là các bạn phải ghé cho khách ăn. Có ghé trạm dừng chân, ghé đổ xăng và ghé nghỉ ngơi luôn các bạn. Đó. Tiếp theo là cái này là bẻ lái, chắc mình không giới thiệu lại. Ga thắng nè. Này là thắng gọi là thắng xe chứ không phải là thắng tay nha các bạn. Các bạn đang chạy cũng đạp thắng, bấm này nó sẽ đạp thắng. Đây là gương ảo bên này. Khi các bạn vào lái cabin thì các bạn chỉ thấy cái gương bên trái thôi, còn gương bên phải không thấy. Các bạn có thể bật cái gương này để thấy gương bên trái. Đây là đề máy, đây là cần số. Chúng ta sẽ có 3 số. Đây là số tự động, số D là số đi tới, số B là số thắng tay, còn số G là số gie. Rồi còn cái phần trung tâm quan trọng này là để mình sẽ giới thiệu từ từ. Các bạn có thể đóng nó lại để cho nó gọn, để các bạn xem xe các kiểu, hoặc là vào cabin lái. Chúng ta sẽ có đèn cảnh báo, đèn ưu tiên các bạn. Đó. Rồi này là gì đây? Này gì vậy?
Đây là gì nhỉ? Này mình không biết luôn các bạn. Bạn không biết, các bạn giải thích giúp mình. Mình này mình không rõ luôn ấy. Là đèn nhan. Đèn nhan đó mình không giới thiệu đây đâu. Đấy. Hai bên. Chỗ này là phần mở cửa các bạn. Chúng ta sẽ có hai cái tính năng, đó là mở cốp để đồ và cái phần mở cửa. Đây, mở cửa đây. Mở cốp và mở cửa. Đấy, đóng lại nè. Chúng ta có cái phần giọng nói. Giọng nói. Dear passengers, our driver announces Kiểu như seating là break. chúng ta đi xe phương Please trang rồi nọ, nó sẽ your thông báo cho seats chúng at ta có thể dừng chân 20 phút, quý khách có thể là tranh thủ ăn uống gì đấy. Đó. Kiểu là như vậy, gặp gặp mưa nè. À chỉ có một chế độ gặp gặp mưa thôi. Kèn. À kèn xe cũng ôi cũng giống Việt Nam ấy nhỉ. Đèn nè. Hai chế độ đèn các bạn. Đèn nhan. Rồi với lại là cái dưới này chúng ta sẽ có cái đồng hồ xăng. Đó, các bạn xem này hết thì các bạn ghé đổ. Trong này ăn xăng vãi luôn các bạn. Rồi, không để các bạn chờ lâu, chúng ta sẽ bắt đầu chương trình luôn. Bây giờ mình sẽ đề máy lên trước. Giờ mình vào vào trong cabin đi. Đây, à vào cabin mình sẽ có cái tính năng mới, đó là chỉnh cái ghế ngồi. Đây các bạn có thể ngồi xa. Ngồi xa hơn hoặc ngồi gần hơn, tùy các bạn ngồi xa cũng được. Rồi cái này là có thể là chỉnh cái mắt chúng ta nhìn lên hay là nhìn xuống nè. Đó, các bạn chỉnh xong để nhìn thấy cái vô lăng cũng như là thấy cái GPS bên này. Đây là ngồi cao thấp nè. Ngồi thấp tí mà mình nhìn cái như vậy nó sẽ đẹp hơn đúng không? Đấy, cũng được chứ nhỉ. Rồi. Ok. Giờ mình sẽ đề máy lên. Hiện tại mình đang ở bến xe các bạn. Bây giờ mình sẽ nhóm lên để mình gước khách. Đông, cứ khách ở đông trời. À đây 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 đây. Đây chỗ này là cứ khách đây các bạn. Đó, khách đang ngồi chờ chúng ta kìa. Chúng ta sẽ dừng ở cái bến thứ ba. Rồi, bây giờ mình sẽ mở cửa lên cho khách lên. Đầu tiên là sẽ mở cửa nè. À mở cốp trước nhỉ. Mình tới mở cửa. Mở cốp cho khách bỏ hành lý vào. Đấy, bỏ hành lý rồi đó, khách bắt đầu lên đây. À, khách đi vào luôn nha các bạn, chứ không phải là như mấy game kia là khách tự động biết cái dèo lên ngồi đâu. Rồi, lên quá lên luôn, biết nào mới xong đây. Uầy, 30 khách các bạn. Như vậy là chúng ta đã có 30 khách mua vé rồi. Giờ mình chết vé nè. Ok, đã đủ 30 hành khách rồi đấy các bạn. Giờ đóng cửa, đóng cốp lại. Rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục hành trình, đó là sao chưa vào cabin ngồi được nữa. Đây, vào cabin. Bây giờ mình sẽ để máy lên. Rồi, bây giờ mình sẽ ra ra khỏi cái bến này. Sẽ bật cái gương ảo, không biết các bạn thấy không nhỉ? Camera mình để ở góc đó nha. Rồi, mình sẽ bật số tới. Cái đoạn đường hôm nay mình đi 300 mấy km nè các bạn. Các bạn chú ý cái GPS ở dưới góc bên trái màn hình. Rồi mình sẽ nhanh bên nhanh trái ra các bạn. Ôi trời mưa rồi các bạn ơi. Bật gạt mưa lên. Đấy. Mới gà đã dính trời mưa rồi vãi cả nồi thật sự. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục ghé phải. Nhanh phải nào. Turn Turn right. Nãy mình quên mình đăng các bạn xuống mình bật cái đèn nhan không có được các bạn. Phải cái chữ tao giờ càng gặp mưa nó gặt mà nó kêu kiệt 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 luôn. Gì trong này các bạn, chứ là chạy mà phải cẩn thận nha các bạn. Chạy nhanh cũng không được mà chạy chạy gây tai nạn cũng không được, mà chạy vượt đèn đỏ cũng không được luôn nha các bạn. Đó là vi phạm luật, và thứ hai là khách trong xe sẽ nhắc nhở chúng ta. Nếu mà chúng ta vi phạm thì khách sẽ trừ tiền của chúng ta lại. Ngoại như vậy đấy. Nên là các bạn muốn được nhiều tiền, các bạn nên chạy là cẩn thận nhất có thể. Trong này thì game này nó gọi là nó cũng xe này nó không biết là máy xe không thể nói được wifi à. Từ, hình như trong này là bật. Nó báo mình. Nói tiếng Anh rồi không có biết cái gì cả.
như vậy mặt wifi ở đâu ta? Lima là cái gì? Catering là cái gì? Mu là thêm đi a là cái gì? Thôi đã không biết. Rồi tạm như vậy. Đoạn này nó cho người ta chạy 30 km/h nè. Để mình mở cái phần này cho khách nó có yêu cầu gì không? Ôi, mới lên xem là nó có bụng rồi các bạn. Từ từ, mình sẽ tìm cái quán ăn để mình ghé cho nó ăn các bạn. Người ta mình có một cây xăng này. Ôi, cái gì mà máu xăng vậy? Mới chạy có xíu mà gần hết. Hơn nửa bình rồi các bạn, gần nửa bình rồi. Phía trước chúng ta là cái trạm dừng chân hay gì đấy. Từ từ. Rồi. Ok, sẽ bơm xăng lại. Ủa sao mà chạy tốn xăng vãi luôn các bạn. Mới chạy có chút xíu. Rồi đây bình rồi đấy. Bây giờ để để mình ra ngoài mình xem bản đồ coi cái chỗ này là cái chỗ gì. À chỗ ăn luôn. Cho ăn ở đây cũng được nè. Nhưng mà thôi, tôi không ghé ở đây. Chừng nào đói mình la làng luôn đi rồi tôi ghé cho ăn. Hí hí. Tắt máy à. Rồi đi lại các bạn. Bây giờ mình sẽ nhanh phải ra. Xe nó chạy nhanh nhất là có 80 km/h. Không biết là cái gì nữa. Không kết nối được wifi à. Bây giờ tôi cũng chả biết mặt wifi ở đâu luôn ấy. Nói chi là kết nối wifi. Mặt wifi ở đâu trời. Nó cứ la là nó không bật được wifi mà mình cũng chả biết wifi bật ở đâu nữa. Mình không biết là mấy cái chiếc xe khác mua kiểu là xe sang hơn ấy thì nó có gọi là như thế nào nhỉ. Mấy xe kia không biết nó có nhiều tính năng không hả ta? Mà chạy kiểu tiết kiệm nhiên liệu hơn hay không? Chiếc xe này chạy tốn nhiên liệu vậy. Rồi, sẽ nhanh. Turn right. Như vậy là xe này là chở được khoảng tổng cộng khoảng 32 người các bạn. Thì các bạn nếu mà có tiền các bạn mua xe 2 tầng rồi nó sẽ chở nhiều hơn và tiền các bạn sẽ nhiều hơn. Ok, như vậy mình đang lên được cái đường cao tốc rồi nè các bạn. Mình sẽ tìm cái quán ăn mà mình ghé cho mấy mẹ ăn, khổ thật sự. Mới chạy có xíu là đói bụng nha. Đây, như phía trước có cái quán ăn gì nè. Rồi ghé cho luôn. Khổ quá. Đấy, ghé vô. Ôi ôi. Ăn tổ lắm vô rồi mâm. Người ơi mau đây, về đây. Xe ghe đây. Tôi đậu đâu. Chết rồi mình đậu nhầm mà. Người lên trên bẻ lái vào trong mình đẩy ra cái này ghe ra. Rồi để mình ghe lại không sao cả. Về đây cho lòng say. Đây. Tìm nhau mấy mùa hoa còn tươi. Tìm khi nắng. Đúng rồi là các bạn hồi nãy phải ghé bên bên trái cho đường đó rồi xong rồi móc cái đầu lên đây là đúng rồi. Nhà ai kia lại lấy xe đầu thì đúng nè. Lửa đêm đốt hồng vai kề vai và nghe câu hát yêu đời ai hát mãi sao không nguôi. Vì thương yêu đời nhau, vì thương những chiều mưa về đâu, vì thương những người không tình yêu nên nhớ đi tìm nhau. Rồi được rồi đó các bạn. Bây giờ mình sẽ mở cửa cho nó mấy mẹ xuống. Mấy mẹ đi ăn. Ồ đó, đi ăn gì ăn đi. Nhớ xuống lẹ lẹ như mấy cha mấy mẹ. Đi lẹ đi. Ăn lẹ lẹ nha. Đau cái mặt. Đau cái mặt. Quái cái đồ gì. Rồi bây giờ mình là tài xế, mình không được ăn. Mình ngồi mình đợi mấy mẹ đi ăn. Với cái trường thì không biết ăn tới nào mới xong.
chiều nay bếp hồng đang còn say. Ôi thấy bình rồi. Chiều nay vui sớm trong tình yêu, nhớ phút vui không buồn. Nào hình như cái này cách tearing, tức là đang chờ ai, sẽ có cái con mẹ nào bà đứng bà bình luận thì phải. Còn wifi là cái gì nhỉ? Cái này là cái tính năng này mình chưa có mua được nè. Tính năng mình chưa sử dụng được, mình phải mua. Coi ăn rồi đó hả? Tô, nó có ngon không? No bụng chưa? Sướng chưa? Sung sướng không? Phải nồi, ăn cho lắm phần. Rồi các bạn, như vậy là mấy mẻ đã ăn xong rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ tiếp tục hành trình. Đi thôi. Rồi đi thôi. Còn ngắm mưa rồi vậy. Rồi đi các bạn ơi. Các mẹ đã ăn xong rồi. Mình sẽ nhàn nhà. Ui gì vậy? Sao có xe cấp cứu ở đây nữa? Gì đây? Đâu nó có người tai nạn. Quái cái nồi xe gì đúng dưới vậy? Có cảnh sát nữa kìa. Đúng xe quách trời, đúng xe các bạn. Cho mình tắt cái này. Đấy. Hồn ngất ngây trong tiếng hát đưa nhịp nhàng. Vì cái đường phố ở châu Âu nên các bạn chắc là thấy ít thấy nhà các bạn. Không có giống như cái đường Việt Nam chúng ta. À chúng ta đến trạm thu phí rồi các bạn. Biết qua trạm thu phí có phải trả tiền không? Rồi, rồi cho qua luôn. À, trừ 20 đồng. Vãi. Qua trạm thu phí không trừ 20 đồng, ô sao lắc vậy? Cái lắc à? Phải. Ơ, nó mới cho ăn rồi mà. À, nó chuyển đổi thời tiết, nó hơi lắc tí. Từ từ, bây giờ mình sẽ mở cái đèn lên, đèn là cái nào nè. Đèn. Đây. Có hai chế độ đèn, đèn pha và đèn thường, rồi mình mở đèn thường được. Game mà nói chung có một số chỗ nó vẫn còn bị lỗi. Ví dụ như là cái góc nhìn này, nó đang bị lỗi góc nhìn ở ngoài các bạn. Đây, để cho các bạn xem. À, sao nãy mình chơi nó bị lỗi mà sao giờ hết rồi ta? Hồi nãy là mấy người này bị văng ra khỏi cái ghế luôn nè. Nhưng mà giờ hết rồi. À, đã còn lỗi lỗi. Và một cái lỗi nó là, đó là cái gì nè? Tự nhiên mình quên bà đó nha. Cái xe này nói chung đi nó cũng, cái trò này nói chung chơi nó cũng vui các bạn. Tại vì không phải là chạy xe bình thường không, mà các bạn phải chú ý đến cái chỗ dừng chân với lại là nhiên liệu, các bạn phải thay đổi thật, gọi là liên tiếp luôn ấy, rất là nhiều, nên là các bạn sẽ không bị chán trong một cái hành trình mấy trăm km mà các bạn phải ghé đổ xăng ăn uống này nọ rồi nhiều nơi cho hành khách. Chơi như vậy nó khá là vui, nên là các bạn thích là cứ tải về. Còn chưa thương yêu xin đưa vào dư âm. Ok, bây giờ mình đã đến được đường, nghĩa là nó làng quê hơn một tí rồi đó các bạn. Bây giờ trời nó lại tối dần rồi. Tối quá trời tối rồi. Mình nhớ mình đi buổi sáng mà chạy giờ trời tối luôn các bạn. Bây giờ mình còn khoảng nửa bình xăng hả? Với lại là khách mình cũng đang đói nữa. Mới đi có một tí lại đói nữa các bạn. Phải đi. Ghé vô ăn cả đi. Mặt chết đi được. Rồi xuống ăn đi mấy cha mấy mẹ ơi. Đợi mấy mẹ xuống ăn nữa được các bạn. Ngõ đêm sầu. Cái cốp mình vẫn mở lên được nha các bạn, nhưng mà thật ra là khách mình cũng không có xài cái cốp này. Nói chung hành lý thì bỏ vô đây thôi chứ đâu đi ăn đâu có lấy ra làm gì các bạn. Ở bên này mở không được à? Các bạn này chỉ mở được bên này thôi. Ôi khách ra kìa. Tàu ăn được dữ vô. Ồ, ra cả bay. Để đóng ra đi. Giờ mình đóng cửa được không ta? À, đóng được các bạn. Để lên thôi mình đóng mới được. Rồi, đóng cửa được nè. Chuyện thần tiên ra xa vời, tình đã như vôi,
mong chỉ còn em à quên chúng số nhe cứ cúi mặt đi rồi trong tay lầm lỡ đừng yêu ghé đầu miếng sẵn các bạn còn nơi bình nè cho thêm sầu vương mang các bạn thấy nó tốn xăng vãi không. Nói chung game này nó thực tế mà nó tốn xăng hơi quá luôn ấy. Chạy con chiếc xe mà đổ hai lần. Rồi, đi các bạn. Rồi, đổ xe đây. Rồi, kẹt xe rồi mọi người. Vậy game này nó đang bị lỗi cái vấn đề nó là cái chỉ km đi các bạn. Đúng rồi, mình càng đi là nó càng giảm km xuống đúng không? Mà bây giờ nó càng tăng các bạn nhìn nè. Hồi nãy từ 8 mấy giờ lên 140 mấy nè, mặc dù tới địa điểm rồi. Ủa, vậy nãy mình ghé ăn làm gì trời? Tới rồi còn ghé cho nó ăn nữa. Vãi. Ok, thôi kệ đi. Rồi, nhưng mà mình sẽ bắt đầu nhan vào ăn u đi không quên nhà nó mới tắt cái này hoài. Ok cho mẹ mình nó đến được bến xe ở đây rồi, chả biết đậu xe đâu luôn, vào bến nè. Wow, đây là bến xe của chúng ta. Ôi các bạn thấy gì chưa, cửa hàng chúng ta đã có tên công ty Quý Gamer rồi nè. Giờ sẽ mở cửa cho khách xuống cái đàn đâu rồi. Chưa được hả ta? Sao khách chưa đợi súng nữa? Hình như là mình đậu nó chưa có chuẩn. Đấy, như vậy mới được đấy các bạn. Bỏ ra đi. Please check all your belongings and prepare your luggage tickets if you have any. Xuống đi tới nơi rồi mọi người ơi. Đấy. Ui, chúng ta sẽ trừ 107 đi tiền ngay. Chuyến này chúng ta đi được 700 mấy ego nè các bạn. Ồ, cũng lời nha. Ok các bạn, như vậy là mình đã vừa hoàn thành xong cái chuyến xe rồi. À, về menu đi. Ui, vỗ tay rồi nữa. Đấy, thì ngày hôm nay mình cũng đã vừa hoàn thành xong một cái buổi trải nghiệm xong cái tựa game Bus Simulator Ultimate chả biết đọc sao luôn. Đấy, thì các bạn có thích cái tựa game này các bạn có thể là tải nó về hoàn toàn miễn phí đó trên CH Play. Không biết trên iOS có không, thì khi có mình sẽ post cái link ở phía dưới cho các bạn luôn. Ok, thì nếu các bạn thấy thích video của mình thì đừng quên để lại cho mình một like. Và nào mà chưa ấn đăng ký cho tôi thì đừng quên ấn đăng ký ủng hộ cho kênh của mình với nha. Còn các bạn nào mà muốn mình trải nghiệm tiếp cái tựa game nào, hoặc các bạn muốn biết cái tựa game nào hay thì comment ở phía dưới. Ok, cảm ơn tất cả các bạn đã xem video này và chúc tất cả các bạn một ngày vui vẻ. Yeah. Hello các bạn. Nếu các bạn thấy video của mình hay và hữu ích, đừng quên bấm vào chữ đăng ký màu đỏ ở phía dưới và các bạn đừng quên bấm vào cái chuông để nhận được những thông báo video mới nhất của mình. Nếu các bạn muốn xem livestream của mình hoặc cập nhật những thông tin mới nhất về mình thì các bạn đừng quên truy cập vào fanpage Nguyễn Quý Gamer. Bấm thích và theo dõi nữa nha.